Hiện tại, YouTube đang là ứng dụng được yêu thích nhất đối với mọi lứa tuổi, vô tình khi đang sử dụng YouTube trên Smart TV Samsung. Bấm vào clip nào cũng hiển thị lên bảng thống kê chi tiết của từng clip, nhưng bạn lại không biết cách để tắt nó đi. Ngày hôm nay, mình Sương dẫn các bạn thao tác để tắt tính năng này đi nhé. Đầu tiên, chúng ta bấm phím chọn trên điều khiển để hiển thị lên thanh thời gian. Sau đó di chuyển sang trái chọn vào dấu 3 chấm. Di chuyển lại bên tay phải để chọn vào thống kê chi tiết. Bấm OK một lần nữa để tắt tính năng này đi. Rất đơn giản đúng không nào? Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo.